Sáng ngày 4 tháng 3 tại trường Trung học cơ sở Kim Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp Phòng Văn hóa Thông tin huyện tổ chức khai mạc giải Điển kinh học sinh huyện Đông Triều năm học 2013-2014. Giải sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 3. Tham dự giải năm nay có 50 đội đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở trong toàn huyện với sự tham gia của 417 vận động viên và 17 trọng tài. Nội dung thi đấu bao gồm chạy các cự ly nam nữ, nhảy cao, nhảy xa, ném bóng, chạy tiếp sức. Giải Điền Kinh học sinh được tổ chức thường niên nhằm đánh giá chất lượng công tác giảng dạy và tổ chức các hoạt động ngoại khóa thể dục thể thao của các trường, đồng thời tuyển chọn các vận động viên có chất lượng, thành lập đội tuyển Điền Kinh học sinh huyện Đông Triều tham dự giải Điền Kinh học sinh tỉnh Quảng Ninh.